Rồi hôm nay mình đi bài tiếp theo này. Phần số 18 thì là mình sử dụng cái macro và cái giao diện của Palm View. Thì trong phần này ấy, thì mình sẽ không đi dạy cái phần này. Cái phần này là giúp người sử dụng có thể custom cái giao diện Palm View theo dạng macro và theo cái menu những cái tab người dùng. Thì phần này mình không đi giới thiệu nhé. Đấy, cái phần này nó liên quan đến lập trình thay đổi giao diện các thứ thì nó không quá quan trọng cho người lập trình. Sau này bạn muốn tìm hiểu thêm cái gì thì mình sẽ giới thiệu thêm về cái phần này. Cuối cùng là mình sẽ đi cái phần số 19 là phần bài tập. Ở đây mình sẽ đi cái bài đầu tiên. Trong bài này thì bạn lập trình từ đầu, phá thô chạy tinh. Ở đây mình sẽ import cái model event đắc vào. Rồi import model này. Rồi trong phần này thì các bạn exit cái ốc số 1, con số 1 của mình đây. Rồi sau đó thì chúng ta đi gì? Tạo giao. Đây chúng ta đầu tiên tạo con D16TR3 M12, BN12 và BN5. Mình tạo đúng con giao. Được. Rồi. Giao bán kính này. D16 TR3. Dụ đây là con dao số 1. Đường kính 16. Đường kính 3. Dụ chiều dài là 25 chẳng hạn. Rồi. Tạo cán dao này. Cán dao mình để 30. Rồi. Này ô bài hang là chiều dài của lưỡi cắt và chiều dài cán dao là bao nhiêu? Và thì cán dao là 25 30 cắt là 25, vậy là đây là 5 lòng đúng không? Okay. Rồi, đường kính trên, đường kính dưới. Đường kính dưới thì mình để 22. Trên để 35 này. Rồi, tạo thêm râu đi. Đây. Rồi, râu đi. Đấy. Tương tự các bạn tạo một dao M12. Tiếp tục mình tạo con dao BN12 và BN5. Tiếp con BN5. Rồi, con dao số 4. Đúng là 15. 10 chẳng hạn. Rồi, để 15 này. Rồi, con cán dao cũng là 15.
tiên thì chúng ta sẽ đi tiếp theo tạo chương trình, tạo một cái chương trình NC. Tạo ra cái gì được thì bạn tích chuột phải vào NC Prime này, rồi chọn gì Dividend. Ở đây chúng ta sẽ chọn một cái port. Chọn cái port nhé. Rồi, ví dụ đây chúng ta chọn port Fanuc này. Ok. Margin máy không phẩm có nhưng nó có ba. Output group lên cái gốc tạo độ của mình, gốc tạo độ làm việc trên gốc gia công mình, gốc sử dụng. Ok. Rồi. Model location. Đây các bạn có thể, đây là chọn cái gốc tọa độ của model. Model nó chung với cái gốc tọa độ làm việc, cái gốc lên này của mình này. Đây mình chọn luôn smooth. Cái model location này nó có nhiều model nhé. Ví dụ là model cái gốc của nó ở đây chẳng hạn. Nhưng mà cái gốc làm việc của mình đây thì quan trọng là cái output gốc lên này, mình chọn đúng này. Rồi. Tool value thì cái này là tính luôn tính cái đầu cao nhất của con dao là tip. Okay. Rồi, rồi sau đó chọn clip NC. Đây chọn phản ứng của mình này. Rồi apply. Chương trình NC này. Rồi sau đó các bạn tạo block. Rồi tính toán chạy giao nhanh, mình exit con số 16 lên, rồi chọn block. Ở đây đối với phôi này thì là chúng ta sẽ để dư lên bề mặt là 2 ly. Rồi đầu tiên thì là chúng ta sẽ tạo cái chương trình trả thu bằng cái 3D view queen. Rồi chọn model view queen này. Và thêm chương trình D16 thì là qua. Rồi đây là mình sẽ chọn phương pháp lấy dao, ví dụ là phương pháp mình chọn là offset model. Không sai là 0.1. Nếu dư ví dụ mình để 0.5 này. Step over ví dụ mà mình để 95%. 0.95 nhân với 16. Step down ví dụ là mình để 1.2. Offset. Ở đây mình có thể sử dụng cái đường dao offset dạng spine. Step cut. Ở đây mình có chia nhỏ, tức là chua nhỏ, chia nhỏ từng cái lớp cắt ra một hay không thì mình chọn vào step up cutting. Tức con dao nó cắt 1.2 thì trong cái 1.2 mình lại chia nhỏ thành từng step một. 0.3, 0.2, 0.4. Nếu bạn không chia cái này thì mình bỏ tích lũy. Vì nếu mà mình sử dụng cái step cutting này thì cái thời gian gia công nó sẽ lâu hơn rất nhiều. Ở đây là mình gia công ở phần là 1.2 rồi nên mình không cần phải step cutting nữa. Okay. Rồi tiếp theo mình quan tâm đến cái phần gì? Rapid. Và tiếp của gạch lên này. Rồi mục vào dao ra dao, ví dụ vào dao đây mình để phương pháp là 90 LP.
và ra dao tương tự. Để chế độ skim skim, đây mình chọn chế độ gì, in pin trong, tức là đi dao theo dạng tàu không, đi dao nhanh. Rồi chúng ta tính toán này, kích vào cái plate. Cái đường màu tím này là cái đường mà mình chọn cái chế độ gì, chế độ scrim, tức là nhấc dao, di chuyển dao. Còn cái đường màu gì, màu đỏ nét gạch đứt này này, là chế độ incremental, tương xuống nhấc dao lên và xuống dao. Đây là phần gì, vào dao. Đây là phần vào dao theo dạng thẳng đứng, cung thẳng đứng. Rồi ví dụ bây giờ mình chạy cái chương trình này trên văn phòng, xong đó rồi bỏ tiếp thế này đi, chọn chế độ fix direction, mô phỏng cái, đây là mô phỏng cái mình chất lượng cái hình ảnh nó nét hơn. Rồi đây mình phải tăng cái tốc độ này lên. Rồi bây giờ các bạn quay lại làm tiếp chương trình ấy. Các bạn để về chế độ là no embed thì nó về về chế độ thông thường của mình. Còn nếu để về chế độ rotate ấy, thì mình có thể xoay mô hình mà vẫn xem được cái stock sau khi mà chúng ta gia công. Ở đây chúng ta để về chế độ là no embed. Okay. Rồi tiếp tục mình sẽ đi sử dụng cái con dao số 12 để chạy cái chương trình offset flat, chạy tinh những cái bề mặt phẳng. Ok, rồi ra edit con dao số 12 lên, rồi tool path này, tool path này. Đây chúng ta sẽ đặt tên cái chương trình là M12 Plus Unit. Đây. Giao số 12 rồi. Xong sau này là 1.2. Step over là 75% được giao. Bây giờ chúng ta sẽ mô phỏng tiếp cái chương trình này, chọn vào simulation, ngoài tiếp này cho chúng ta chọn fix direction, chọn cái nguyên công M12 này và sẽ mô phỏng. Theo bài này thì trong bài này mình chỉ sử dụng hai con dao cầu để dẹp công tinh, và BN12 và BN5. BN12 nó sẽ dâng công toàn bộ cái vùng hốc ở phía dưới này, cái vùng diện tích lớn này,
còn bên Hà Nam sẽ gia công cái vùng nhỏ nhỏ. Thì đầu tiên thì các bạn phải tạo bằng cái body cho nó, rồi tạo cái vùng gia công. Ở đây trong bài này chúng ta sử dụng cái phương pháp là select surface. Đây. Rồi. Rồi bạn hãy tích con BN12 lên. Ở đây các bạn thể chọn survey theo cái này. Các bạn được chọn này. Rồi. Ở đây mục đích của mình là mình chọn cái vùng hốc. Hốc này. Nên mình chỉ chọn cái biên dạng để mà giữ control bỏ chọn cái bên mặt này đi. Đấy. Mặt dưới này. Rồi. À, chọn vào quarry. Chọn theo phương pháp select space. Ví dụ là BN12 BN1. Dung size 0.02, lượng dung bằng 0. Và sử dụng body theo con dao gì? BN12 để chạy. Bạn tích bỏ vào cái apply bit này đi. Ok. Kích vào apply. Rồi chọn accept. Tương tự các bạn chọn con dao số 5. Đúng không? Đó, chọn tương tự nhé. Các đối tượng này. Ở đây các bạn để cắt hết luôn. Đây chúng ta cho bỏ active cái body này đi. Và chọn lại này. Chọn đối tượng này. Giữ control của chọn này vào này đi. Thì đây là cái vùng con bê này nó sẽ gia công cái vùng này. Mục đích mình sẽ tạo cái vùng gia công mà con dao BN5 nó có thể nó gia công. Rồi tiếp tục là chọn select surface. Trong cái chương trình này đầu tiên là mình sử dụng chương trình là Ctrl Z Finish của con BN12. Ctrl Z Finish này. Ok. Ở đây các bạn đặt tên chương trình là BN12 CZ. Rồi. Lượng dư để bằng 0 và mình để cái min là 0.1, max là 0.5 step up. Nào bạn tích vào calculate user, tức là gia công cái vùng nhỏ này. Mình tích vào đây là max để 0.5, scale hay tức chiều cao những cái góc những cái vùng nhỏ thì mình để 0.3. Rồi phần max step down này các bạn có thể để là 0.1 cũng được, nhưng mà mình để 0.1 để tối ưu này. Sử dụng là vertical AC và tính toán lên nào. Rồi ở đây các bạn nhìn thấy đường dao này. Theo phương pháp là con từng dép ấy, thì cái lệnh này nó chỉ gia công tinh những cái thành nghiêng rất là tốt. Ở đây cái phần này chúng ta nhìn thấy cái đường chạy nào thôi thưa dần. Cái vùng này nó cái góc thoải nó rất nhỏ,
gốc thoại rất nhỏ, nên là sử dụng cái lệnh là Ctrl Z không tối ưu so với những cái biên dạng có góc thoại nhỏ như này. Còn những cái biên dạng có góc thoại lớn ấy, ví dụ cái vùng này, khi đường chạy ra có rất là đẹp và đều nhau. Đây chúng ta quan sát cái đường giao này. Còn để tối ưu cả cái phần thành và phần thành, tức là phần thành có độ góc thoải lớn và nhỏ, thì là lúc ấy mình sẽ có thể sử dụng cái nguyên công gì? Optimize Ctrl Z Finish. Đấy, tối ưu hóa phương pháp của Ctrl Z Finish. Cái lệnh này giải công rất nhiều. Ok. À, bây giờ mình chạy mô phỏng cái công này. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ sử dụng con BN5 để nó gia công một con này. À, BN5 thì mình dùng một cái phương pháp đi. Là mình ép thích con dao số 5 lên. Rồi cho vào phương pháp. Rồi mình sử dụng là Valley Offset Finish. Thì cái lệnh này nó gia công những cái vùng cả thoải, cả góc thoải lớn cũng cả nhỏ đều ok. Nó giống như cái lệnh Scallop. Giao công rất, cái đường dao nó rất là đều nhau. Kích, ok. Rồi mình chọn bên nào. Lại đi offset. Dao này, giới hạn gia công thì mình chọn cái Ori xuống bên nào. Rồi trong đây mình có thể giới hạn chiều cao tấn công. Trong mục Valley Offset Finish. Rồi cái mục là Offset Direction. Rồi cái mục Pattern nhé. Khi nào thì sử dụng Pattern. Ngày trước thì mình có đi cái lệnh này rồi đấy. Cái Pattern này có nghĩa là gì? Nó có cái đường màu cam này này. Tức là mình muốn cái đường cái dao nó đi theo cái viên dạng hình chi tiết lượn sóng cái đường màu cam này, thì lúc ấy mình định nghĩa thêm một cái pattern bằng cái đường màu cam, thì cái đường dao nó cứ đi song song cái đường này thôi. Đấy. Thì đấy là pattern. Đây mình không sử dụng pattern. Các bạn tích vào smooth này, step over, ví dụ step over mình để không chấm hơn.
Rồi tiếp tục mình mô phỏng cái nguyên cơ này. Nguyên công bên là 5. Trong môi trường này thì mình có thể xoay mình như tiếp theo là mình kiểm tra lượng dư gia công bằng cái lệnh này, remain material tiếp vào đây. Rồi ở đây chúng ta là cái lượng dư đang để là dung sai đằng này là 0.01 à, mình thấy cái nhìn thấy cái đường màu xanh mình zoom lên những cái dải màu ở màu xanh này là cái những cái vùng này là vẫn còn vật liệu chưa vét hết. Ở đây cái dải dung sai đang thể hiện là gì? 0.1. Mình tăng thằng này lên nhé, tăng dung sai lên chẳng hạn, ví dụ mình tăng lên 0.05 chẳng hạn, thì cái lượng đường màu xanh này nó sẽ dày hơn, à, nó sẽ nhỏ hơn, mình tăng giảm lên 0.01, 0.01 hoặc là 0.05, cái dải màu xanh này nó sẽ dày lên. Ví dụ dung sai gia công của mình cần gia công là cực tinh, nhiều gì là không hết đâu. Vậy cái vùng này chứng tỏ là vẫn còn những dư này. Thì cái phần remain material này thì cho chúng ta thấy biết được bằng hình ảnh thì nó dễ quan sát hơn là cái vùng nào có khả năng là còn cái lượng dư thì mình có thể sử dụng một cái con dao nữa để mình đi vét lại tinh lần nữa để đạt cái độ bóng. Rồi đấy là cái bài tập tiếp theo. Một cái bài tập nữa là phần color box, thì cái phần này thì là nó còn hai bài tập thì các bạn về nhà các bạn thực hành theo đúng cái hướng dẫn ở trong này. Nếu mà có phần nào chưa hiểu thì sẽ confirm lại cho mình để mình giải đáp thêm. Ở đây là hướng dẫn.